Thịt nè kia đó, nguyên cục thịt bị chà bá luôn, thịt ngon quá. Đây mời kia đen nha, nè 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 thịt nha, thịt ngon á, để ra nha. Ngon quá xá cà xa nha. Hôm nay mời kia đen ăn cục thịt kho tàu ngon quá, chế bù chát luôn, ngon lắm, ăn đi con, rất là ngon. Rất là ngon, cực kỳ ngon. Ngon số dách luôn. Ăn nha, chứ không có đem tha cất giấu nữa nha. Nha, ăn liền luôn đi. Ngon lắm. Thôi cái đen ăn đi, không nói nữa. Chèn ơi ăn đi chứ. Trời ơi. Nó đem đào nó lại cất nữa kìa. Biết vậy cho ngao ăn. Ngao một miếng thôi, miếng ngao cũng đừng ngon. Thôi ăn đi. Trời ơi, không ăn mà lại đem cất nữa nè. Kỳ đen ơi là kỳ đen. Tục tân ơi là tục tân. Trời ơi, cất nghe đó, cất kỹ quá rồi, ngày mai nhớ không? Ừ. Chèn ơi còn ịnh đất vậy hả? Thua kia đen luôn. Bó tay với kia đen luôn. Làm kỹ quá, kiểu này ngày mai là không nhớ chỗ nào luôn, chắc luôn. Đúng không? Làm kỹ quá rồi mai nhớ không? Đó át xì luôn. Đó át xì luôn á. Cái đen đấy lại chơi đấy, thương cái đen lắm luôn. Rồi hơi nằm nó giữ nhà đi, đợi bà đi chợ về. Cưng ghê không, cưng lắm luôn á.